sáng ngày 12 tháng 12 năm 2022, nhằm ngày 19 tháng 11 năm Nhâm Dần, tại văn phòng Ban trị sự chùa Thiền Quang, xã Tân Thanh, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã diễn ra hội nghị tổng kết công tác Phật sự năm 2022 và trình phương hướng hoạt động năm 2023 của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè. Chứng minh và tham dự hội nghị có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Quảng Lộc, Ủy viên Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Hòa thượng Thích Quảng Thiện, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, chứng minh Ban trị sự Phật giáo huyện, Hòa thượng Thích Thiện Tính, đồng chứng minh Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện, Đại đức Thích Huệ Phát, Phó trưởng ban kiêm Chánh thư ký Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, Phó trưởng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè, Đại đức Thích Đức Minh, Phó thư ký Chánh văn phòng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Thượng tọa Thích Nhật Thanh, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó trưởng ban thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện, Thượng tọa Thích Huệ Chơn, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Phó ban trị sự kiêm Trưởng ban Hoằng pháp Phật giáo huyện, Hòa thượng Thích Huệ An, Ủy viên Ban trị sự, Trưởng ban kiểm soát Phật giáo huyện, Ni sư Thích Nữ Như Huệ, Ủy viên Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện, Chư tôn đức thường trực Ban trị sự, Ban trị sự Phật giáo huyện, Chư tôn đức tăng ni trụ trì các tự viện, đại diện quý Phật tử trong huyện đồng về tham dự. Về phía chính quyền có sự tham dự của ông Lê Văn Ý, huyện ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Cái Bè, ông Phùng Thanh Quang, ủy viên ban thường vụ, trưởng ban dân vận, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cái Bè, ông Đặng Thanh Hờ, trưởng phòng nội vụ huyện, ông Nguyễn Văn Thấy, phó trưởng công an huyện, ông Nguyễn Văn Năm, bí thư đảng ủy xã Tân Thanh, ông Nguyễn Văn Quân, trưởng phòng công an xã, bà Lê Thị Phi, chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tân Thanh. Bắt đầu hội nghị là nghi thức niệm Phật cầu gia hộ. Tiếp theo sau, Thượng tọa Thích Thiện Lưu, trưởng ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè đọc diễn văn khai mạc. Tiếp theo, Ni sư Thích Nữ Như Huệ, Chánh thư ký Ban trị sự Phật giáo huyện đọc báo cáo hoạt động của Ban trị sự và các ban ngành trong năm qua. Được biết, tổng số tự viện trong huyện hiện nay là 62 ngôi, tổng số tăng ni trong huyện là 158 vị. Trong năm qua, Ban trị sự đã hoàn thành tốt các công tác Phật sự theo như kế hoạch đề ra. Tăng ni và Phật tử luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công cuộc đổi mới xã hội. Chư vị tăng ni tiêu biểu đã được nhân dân tín nhiệm đề cử vào Hội đồng Nhân dân và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp, nêu cao được tinh thần đạo đời viên dung với phương châm đoàn kết hòa hợp, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm giáo hội. Phật giáo huyện nhà cũng hoàn thành tốt các công tác từ thiện xã hội, góp phần cùng với địa phương xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Tổng kinh phí chung của ngành từ thiện trong năm qua đã làm được là 10 tỷ 287 triệu 170 ngàn đồng. Ni sư Thích Nữ Như Huệ cũng đã thay mặt Ban trị sự trình phương hướng hoạt động năm 2023 để đại biểu tham dự hội nghị góp ý bổ sung nhằm xây dựng chương trình hoạt động trong năm mới mang tính khả thi cao. Ghi nhận công đức của Ban trị sự, Chư tăng ni Phật giáo huyện Cái Bè đã làm được trong năm 2022. Tại hội nghị, Đại đức Thích Đức Minh đã thay mặt Ban thư ký Ban trị sự đọc quyết định tặng bằng công đức của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang cho các tập thể và cá nhân đạt thành tích hoạt động Phật sự tốt trong năm qua. Thượng tọa Thích Nhật Thanh cũng đã thay mặt Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè đọc quyết định tặng bằng công đức của Ban trị sự Phật giáo huyện cho chư tôn đức tăng ni Phật tử có những đóng góp nổi bật cho hoạt động Phật sự tại huyện nhà trong năm 2022. Ông Phùng Thanh Quang, Ủy viên Ban thường vụ, Trưởng ban dân vận, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Cái Bè phát biểu tại hội nghị, ghi nhận những đóng góp tích cực của Ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè trong năm 2022, thể hiện qua các công tác an ninh và từ thiện xã hội. Các tự viện trong huyện luôn nghiêm túc thực hiện những chủ trương, chính sách mà nhà nước đề ra trong công cuộc xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, phát triển nông thôn ngày càng tươi đẹp. Ban đầu từ tại hội nghị, Thượng tọa Thích Quảng Lộc đã tán thán công đức của Chư tôn đức Ban trị sự Phật giáo huyện Cái Bè. Chư tôn đức tăng ni Phật tử các tự viện đã nỗ lực trong các công tác Phật sự, nhất là công tác từ thiện xã hội đã vượt hơn 10 tỷ đồng. Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện cũng đã hoàn thành công tác cơ cấu nhân sự của các tiểu ban trực thuộc cho nhiệm kỳ 10, tạo mối quan hệ chặt chẽ với các ban ngành hữu quan trong các công tác Phật sự.
tiếp tục duy trì tổ chức các khóa tu mùa hè cho thanh thiếu niên. Với những thành quả đạt được của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam huyện Cái Bè đã góp phần làm cho Phật giáo tỉnh nhà ngày càng thêm vững mạnh, phát triển bền vững trong lòng dân tộc. Phần cuối chương trình, Thượng tọa Thích Huệ Chân đã thay mặt Thường trực Ban trị sự Phật giáo huyện tuyên đọc diễn văn bế mạc hội nghị, gửi lời tri ân đến chư tôn đức, quý quan khách và Phật tử đã dành thời gian về tham dự, góp phần làm cho hội nghị thành công tốt đẹp.